Thưa quý vị, từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 23 ca mắc uốn ván, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo uốn ván là bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, đặc trưng bởi tăng trương lực cơ và các cơn co cứng. Bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp, rối loạn thần kinh thực vật và ngừng tim. Đặc điểm chung của nhiều ca uốn ván thời gian gần đây là có thể mắc bệnh chỉ qua một vết xước hay vết thương nhỏ trên da trong quá trình sinh hoạt lao động nhưng không tiêm phòng uốn ván. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng cứng hàm, nói khó, bệnh nhân mới tìm đến bệnh viện. Giải pháp hữu hiệu nhất có thể phòng uốn ván đó chính là tiêm vaccine uốn ván. Người lớn chỉ cần tiêm 3 mũi, sau đó tiêm nhắc lại trong vòng 5 đến 10 năm.